Xin kính chào quý vị khán giả, Hải Yến rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Bỏ án tử bà Trương Mỹ Lan, luật sư chỉ ra tác động tích cực đối với các dự án đầu tư. Ngày 15 tháng 11, phiên phúc thẩm giai đoạn 1 xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 47 bị cáo khác tiếp tục diễn ra với phần tranh luận, ghi nhận từ chuyên trang kiến thức đầu tư. Bà Lan bị cáo buộc là người chủ mưu cầm đầu trong 3 tội danh: tham ô tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và đưa hối lộ. Hành vi của bà Lan đã gây tác động tiêu cực đến hoạt động ngân hàng, an ninh trật tự, gây hoang mang dư luận và làm mất niềm tin của nhân dân. Do đó, mức án tử hình do tòa sơ thẩm tuyên đối với bà Lan được đánh giá là đúng người, đúng pháp luật, không oan sai. Luật sư Phan Trung Hoài, người bào chữa cho bị cáo Lan cho biết, thân chủ của ông đã có chuyển biến tích cực về nhận thức và không còn kêu oan. Bị cáo Lan cũng đưa ra nhiều phương án xử lý tài chính cụ thể để khắc phục hậu quả vụ án, đồng thời kiến nghị về cơ chế nhằm hồi sinh và phát triển các dự án nhằm có nguồn tiền khắc phục. Đáng chú ý, luật sư Giang Hồng Thanh nêu các lợi ích nếu không tuyên án tử hình đối với bị cáo Trương Mỹ Lan. Theo luật sư Thanh, việc không tuyên án tử hình sẽ giúp bị cáo nhận thức rõ lỗi lầm, thể hiện tính nhân đạo của pháp luật và tạo điều kiện để bị cáo khắc phục hậu quả. Ông Thanh cũng lập luận rằng nếu bị cáo Lan không bị tuyên tử hình, hàng loạt dự án hiện đang đình trệ sẽ được khôi phục, góp phần thay đổi diện mạo thành phố Hồ Chí Minh, tạo công ăn việc làm cho hàng chục ngàn lao động và củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đáp lại quan điểm của Viện Kiểm sát cho rằng bị cáo Lan khắc phục hậu quả nhưng chưa đủ để xem xét giảm nhẹ hình phạt. Luật sư Thanh khẳng định thân chủ của ông có đủ tài sản để khắc phục hoàn toàn thiệt hại. Luật sư Thanh đưa ra danh sách tài sản bao gồm hơn 21.000 tỷ đồng của cá nhân và tổ chức hoàn trả cho bị cáo Lan, hơn 500 tỷ đồng do gia đình bị cáo nộp trong giai đoạn phúc thẩm và nhiều tài sản khác chưa được định giá. Ngoài ra, các luật sư bào chữa cũng nêu thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Lan như những đóng góp cho xã hội, tinh thần khắc phục hậu quả, cùng hơn 1.600 đơn xin giảm nhẹ từ các cá nhân và tổ chức. Bị cáo Trương Mỹ Lan cũng tự bào chữa tại tòa cho biết bản thân gần 70 tuổi và đã có nhiều chuyển biến trong tư tưởng suốt 2 năm qua. Từ khi bắt đầu phiên phúc thẩm, bị cáo đặt niềm tin vào sự công bằng của pháp luật và đã nỗ lực khắc phục hậu quả để mong nhận được sự khoan hồng từ tòa án. Bà Trương Mỹ Lan bấn loạn tinh thần vì Viện Kiểm sát đề nghị y án tử hình. Khi Viện Kiểm sát kết thúc phần luận tội và đề nghị y án tử hình, bà Trương Mỹ Lan xin tòa được trình bày với giọng mất bình tĩnh, nói đang bấn loạn tinh thần. Nếu không được cho lên nói, chắc bị cáo ngất tại chỗ. Bà Lan run giọng, có dấu hiệu bị choáng, song tiếp tục xin tòa được trình bày. Hội đồng xét xử đồng ý, bà Lan gửi lời cảm ơn tới Viện Kiểm sát đã giảm cho mình một phần hình phạt về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, từ 20 năm xuống 16 đến 18 năm tù. Tuy nhiên, bà mong được hội đồng xét xử và Viện Kiểm sát xem xét thêm về tội tham ô tài sản, tử hình và tội nhận hối lộ, 20 năm tù. Đến hôm nay, Viện Kiểm sát tiếp tục giữ mức hình phạt như thế thì bị cáo không còn tâm trí nào, tinh thần bấn loạn. Kính xin tòa và Viện Kiểm sát xem xét thật kỹ cho bị cáo. Bị cáo chỉ mong muốn rằng làm sao để có thể trả nợ cho ngân hàng nhà nước, bà nói. Giọng lạc hẳn, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát cho biết thêm, bị cáo là người dám làm, dám chịu trách nhiệm. Suốt 10 năm qua, bị cáo đã cống hiến rất nhiều cho ngân hàng SCB. Bị cáo không biết nói gì, chỉ xin hội đồng xét xử và Viện Kiểm sát xem xét thật kỹ số liệu và một lần nữa cho bị cáo được đối chiếu với SCB về các khoản vay. Hội đồng xét xử sau đó đề nghị bà Lan bình tĩnh, sẽ được tiếp tục trình bày trong phần tự bào chữa. Trong phiên làm việc buổi chiều, hội đồng xét xử cho phép bà Lan được ngồi để trình bày, nhưng bị cáo nói sẽ cố gắng đứng, khi nào không cố được thì thôi. Bà Lan đồng ý với quan điểm bào chữa của các luật sư trình bày trước đó về tội danh và trách nhiệm dân sự. Mỗi con người sức chịu đựng có hạn. Hôm nay tinh thần bị cáo không ổn lắm. Bị cáo có tuổi, không biết tình hình sức khỏe sắp tới như thế nào. Xin hội đồng xét xử, Viện Kiểm sát làm rõ con số quy buộc số tiền mà bị cáo đã chiếm đoạt.
bà Lan nhắc lại nội dung kháng cáo của mình. Chủ tịch Vạn Thịnh Phát tự nhận bản thân đã có sự chuyển biến rất nhiều về nhận thức trong 2 năm qua. Từ khi xử phúc thẩm, bà có niềm hy vọng tòa án sẽ phán quyết công bằng, nên đã tìm mọi cách để khắc phục hậu quả. Tiếp đó, bà Lan trình bày về bối cảnh khó khăn của ngân hàng SCB. Suốt nhiều năm, luôn quay cuồng với việc kiếm tiền giúp SCB cũng như thực hiện các hoạt động mang lại hình ảnh đẹp cho đất nước, thành phố. Bà sau đó phân trần về nhiều khoản vay. Sau gần nửa giờ đề cập lan man nhiều vấn đề, bà Lan được hội đồng xét xử động viên có thể dành thời gian 2 ngày cuối tuần để hệ thống lại các vấn đề cho rõ ràng và sẽ trình bày tiếp vào phiên làm việc tiếp theo với sự giúp đỡ của các luật sư. Trước đó, bào chữa cho bà Lan, luật sư Phan Trung Hoài cho biết thân chủ đã có sự chuyển biến mới về nhận thức liên quan đến yêu cầu kháng cáo, không kêu oan. Ông đề nghị hội đồng xét xử xem xét nguyên nhân, bối cảnh và những vấn đề cần được đánh giá đầy đủ, toàn diện, khách quan, nhất là về tính xác thực của các số liệu quy buộc bị cáo chiếm đoạt hoặc gây hậu quả thiệt hại. Theo luật sư, có nhiều tình tiết mới về dòng tiền khắc phục hậu quả vụ án trong giai đoạn xét xử phúc thẩm, phương án xử lý cụ thể và kiến nghị về cơ chế nhằm hồi sinh, phát triển các dự án, tài sản để có nguồn tiền khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án. Trong hoàn cảnh đau xót, mang tính định mệnh, không thể nói lên bằng lời, ngôi sao hy vọng mà bà Lan và gia đình đang hướng tới chính là sự nhìn nhận, xem xét, đánh giá khách quan, công bằng và nhân văn của hội đồng xét xử cùng các vị đại diện viện kiểm sát. Luật sư Hoài nói, còn luật sư Giang Hồng Thanh cho rằng việc tòa không áp dụng hình phạt cao nhất đối với bà Lan sẽ giúp thân chủ của mình nhận ra được lỗi lầm, thể hiện sự khoan hồng, tính nhân đạo của pháp luật, tạo điều kiện để các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục vào giúp bà Lan hồi sinh các dự án lớn đang bị đình trệ, gây lãng phí cho đất nước và khắc phục hậu quả. Về quan điểm, Viện Kiểm sát cho rằng bà Lan có đưa phương án và cam kết khắc phục hậu quả, nhưng chưa đủ để xem xét giảm nhẹ hình phạt tội tham ô tài sản và đưa hối lộ. Luật sư Thanh nói thân chủ mình đủ tiền, tài sản để khắc phục hậu quả. Điều này thể hiện qua nhiều nguồn tiền được thu. 1.121 mã tài sản đang thế chấp cho SCB, cũng như 658 mã tài sản khác của cá nhân, gia đình. Ba luật sư còn lại của bà Lan cũng dành nhiều thời gian trình bày các tình tiết giảm nhẹ và bối cảnh phạm tội của thân chủ. Họ cho rằng bà Lan xuất thân là một tiểu thương, trình độ văn hóa 10 trên 10, hạn chế về hiểu biết pháp luật, dẫn đến việc chưa nhận thức được những việc làm trong quá trình tái cơ cấu một nhà băng yếu kém như SCB sẽ có nhiều rủi ro dẫn tới sai phạm. Sáng ngày 16 tháng 11, nêu quan điểm giải quyết đơn kháng cáo của bà Lan, Viện Kiểm sát ghi nhận thêm tình tiết thành khẩn khai báo, cam kết khắc phục toàn bộ thiệt hại, đề nghị hội đồng xét xử giảm nhẹ từ 20 năm xuống 16 đến 18 năm tù về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, y án tử hình đối với tội tham ô tài sản và 20 năm tù về tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt là tử hình. Các cơ quan tố tụng xác định, trong 10 năm thâu tóm SCB, bà Lan đã chỉ đạo đồng phạm giải ngân cho nhóm công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, tổng cộng hơn 2.500 khoản vay. Đến tháng 10 năm 2022, nhóm bà Lan và Vạn Thịnh Phát còn gần 1.300 khoản vay, dư nợ 677.000 tỷ đồng gốc và lãi. Tòa xác định đây là số tiền thiệt hại của vụ án và bà Lan có nghĩa vụ phải bồi thường cho SCB. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!